Trong phiên tòa xét xử vụ ly hôn giữa vợ chồng ông chủ tập đoàn cà phê Trung Nguyên, khi kết thúc phần trình bày quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát, hội đồng xét xử thông báo nghị án kéo dài 14 giờ, ngày 1 tháng 3 sẽ tuyên án. Tuy nhiên, sau đó, hội đồng xét xử bất ngờ quay lại phần xét hỏi và nhanh chóng tạm dừng phiên tòa để làm rõ yêu cầu phản tố của ông Vũ về khoản tiền 2.102 tỷ đồng. Theo ông Vũ, tổng số tiền vàng ngoại tệ có giá trị 2.102 tỷ đồng do bà Thảo đứng tên tại các ngân hàng Exibank, BIDV và Vietcombank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là tài sản chung của vợ chồng tích lũy được sau 20 năm. Vì vậy, ngày 18 tháng 7 năm 2016, ông Vũ có đơn phản tố yêu cầu chia tài sản chung gồm bất động sản, tiền Việt Nam đồng, ngoại tệ các loại, vàng, cổ phần ở các doanh nghiệp ngoài tập đoàn Trung Nguyên mà bà Lê Hoàng Diệp Thảo đang đứng tên góp vốn bằng tài sản chung của hai vợ chồng. Tổng giá trị tài sản khoảng hơn 3.589 tỷ đồng. Ông Vũ yêu cầu chia vốn tiền này theo tỷ lệ 70-30. Ngày 9 tháng 9 năm 2016, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý yêu cầu phản tố của ông Vũ. Đến ngày 10 tháng 7 năm 2017, ông Vũ tiếp tục có đơn yêu cầu tách vụ án đối với phần tài sản chung trong vụ án ly hôn bao gồm tiền Việt, vàng, bất động sản để giải quyết bằng một vụ án khác. Đến ngày 14 tháng 9 năm 2017, ông Vũ có gửi đơn đến Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung xin rút một phần đơn yêu cầu phản tố liên quan đến tài sản là các bất động sản, tiền gửi Việt Nam đồng, ngoại tệ các loại, vàng và tiền trong tài khoản do bà Thảo đứng tên ở các ngân hàng. Tuy nhiên, Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định tách vụ án đối với số cổ phần tại công ty Trung Nguyên Singapore chứ không tách yêu cầu liên quan đến tiền tài sản vàng tại ba ngân hàng. Trong phiên xét xử, hai bên đã có sự tranh cãi yêu cầu phản tố này của ông Vũ. Bà Thảo cho rằng ông Vũ đã rút yêu cầu phản tố liên quan đến số tiền trên nên tòa án không đưa vào giải quyết trong vụ ly hôn. Trước đó, trong phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát đưa ra quan điểm về số tiền này chưa đảm bảo về tố tụng, chưa thu thập đủ chứng cứ nên Viện Kiểm sát chưa có cơ sở vững chắc để giải quyết. Luật sư Trần Bá Học, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng về nguyên tắc số tiền 2.102 tỷ đồng ở ba ngân hàng bà Thảo thừa nhận thì đó là đương nhiên xem xét là tài sản chung. Theo quy định của pháp luật, tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung nhất. Nguyên tắc giải quyết tài sản chung của vợ chồng khi không thỏa thuận được là tài sản chung được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố hoàn cảnh gia đình của vợ, chồng, công sức đóng góp của vợ chồng trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Luật sư Lê Văn Hoan, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhận định về việc nguyên tắc phân chia tài sản khi ly hôn sẽ chia ở những tài sản mà họ có. Ông Vũ yêu cầu chia và ông ấy chứng minh thời điểm trước đó trong tài khoản có tiền và bà Thảo là người giữ, như vậy là đủ căn cứ để yêu cầu chia. Luật sư Hoan cũng nói thêm, trong trường hợp này, ông Vũ có đủ căn cứ để được chia theo số tiền 2.102 tỷ đồng này, kể cả thời điểm hiện tại bà Thảo nói không còn. Trong thông cáo báo chí, phía bà Thảo gửi sau khi Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tạm dừng phiên tòa, có việc đề cập đề nghị hội đồng xét xử yêu cầu ông Vũ cung cấp tài liệu là căn cứ chứng minh số tiền 2.102 tỷ đồng theo phản tố là tài sản chung. Về điều này, luật sư Trần Bá Học cho rằng vì tòa xác minh tại các ngân hàng là có số tiền này và bà Thảo đã thừa nhận là có nên ông Vũ không cần phải chứng minh. Trong trường hợp bà Thảo phủ nhận không có thì ông Vũ mới phải chứng minh. Luật sư Học nói, cho đến hiện nay, nếu bà Thảo đã sử dụng hết số tiền này vào mục đích gì thì bà phải giải trình, chứng minh để xác định rằng phục vụ cho lợi ích chung của cả hai bên. Luật sư Hoan nói thêm, theo thông tin trên báo chí tài khoản ngân hàng trước đó, trước khi yêu cầu chia thành tài sản, do đây là số tiền lớn nên việc chi tiêu trong gia đình theo luật sư là không thể. Luật sư Trần Thu Nam, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nêu quan điểm, nếu bà Thảo chứng minh tiền đó sử dụng vào mục đích chung của hai vợ chồng thì thôi, coi như là chi tiêu chung, còn nếu không thì nó được coi là tài sản chung do bà Thảo đang quản lý. Luật sư Thu Nam phân tích, bà Thảo phải chịu trách nhiệm giải trình, không giải trình được thì coi như bà đang chiếm giữ số tài sản chung này. Lúc đó sẽ tổng cộng số đó vào tài sản chung để tính tổng giá trị tài sản chung 2.102 tỷ đồng bà Thảo giữ, coi như đã được nhận vào được một phần giá trị tài sản chung và sẽ được khấu trừ khi chia. Về số tiền 2.102 tỷ đồng, luật sư Hoan cho rằng con số lớn nên chỉ có thể tẩu tán thì số tiền đó mới hết được. Trong trường hợp bà Thảo tẩu tán thì ông Vũ vẫn có căn cứ và yêu cầu tòa chia số tiền này. Nếu bà Thảo không trả ông Vũ thì có thể cấn trừ sang những tài sản khác.
Nếu bà Thảo cố tình tẩu tán thì tòa vẫn có căn cứ để chia đôi và làm bắt buộc bà Thảo phải hoàn trả cho ông Vũ 50% số tiền này. Luật sư Thu Nam cũng dự liệu không loại trừ khả năng bà Thảo tẩu tán tài sản chung. Tuy nhiên, việc chứng minh tiền dùng vào mục đích gì theo luật sư Nam là rất khó. Theo luật sư này, tòa không nên chỉ căn cứ vào lời khai của bà Thảo mà có thể lấy sao kê của các tài khoản gửi tiền của bà Thảo để xem rút ra những ngày nào, số tiền là bao nhiêu. Sau đó yêu cầu bà Thảo giải trình lần rút tiền đó sử dụng vào việc gì, xác định tài sản đó là tài sản chung thì buộc phải xác minh làm rõ để phân chia theo luật định. Ngoài tranh cãi về số tiền 2.102 tỷ đồng này, vợ chồng ông Vũ còn không thống nhất được việc chia cổ phần tại các công ty. Phía ông Vũ đề nghị chia cổ phần tại các công ty theo tỷ lệ 70-30, nhưng bà Thảo không đồng ý mà đề nghị chia cho mình 51% cổ phần công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên, ông Vũ 39.9% vì ở công ty này có hai nhóm cổ đông. Nhóm thứ nhất là ông Vũ, mẹ và chị gái ông Vũ chiếm 70%. Với tỷ lệ này, ông Vũ có 10% cổ phần. Vì vậy, tổng số cổ phần ông Vũ có là 49%. Lúc này, một bên 51% và một bên là 49% sẽ không có việc bên nào dùng ý chí của mình để áp đặt. Các bên đều có quyền biểu quyết trong đại hội cổ đông. Bà Thảo có quyền tham gia vào hoạt động của công ty này. Và đương nhiên, ông Vũ cũng không đồng ý với cách chia này của vợ. Tòa án Nhân dân TP.HCM vừa bất ngờ hoãn xử vụ ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ để xác minh thêm chứng cứ về khối tài sản hơn 2.100 tỷ đồng. Dù 14 giờ phiên tòa mới bắt đầu nhưng 13 giờ 30 phút, ông Vũ đã có mặt tại tòa. Hàng chục phóng viên có mặt tại tòa đã vây kín quanh ông Vũ. Trả lời phỏng vấn của báo chí, ông Vũ cho hay qua không bận tâm đến số tiền trong ngân hàng và không bận tâm đến bất động sản mà bà Thảo đang giữ hay muốn chia phần. Qua chỉ muốn Trung Nguyên tiếp tục phát triển tầm toàn cầu. Trung Nguyên của qua không ai được giành cả và cho rằng tòa sẽ dựa vào phán quyết theo cái họ biết và thấy. 14 giờ hội đồng xét xử bắt đầu làm việc, các thành viên hội đồng xét xử bước vào phòng xử án. Dù trước đó thông tin báo ngày 1 tháng 3 sẽ tuyên án, nhưng bất ngờ chủ tọa thông báo quay lại phần hỏi. Tuy nhiên, ít phút sau, hội đồng xét xử công bố cần yêu cầu các bên cung cấp thêm chứng cứ liên quan đến khoản tiền 2.102 tỷ liên quan đến yêu cầu phản tố của ông Vũ tại ba ngân hàng Exibank, BIDV và Vietcombank. Do đó, hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa để xác minh thêm các chứng cứ liên quan đến khoản tiền 2.100 tỷ đồng. Dự kiến, phiên tòa sẽ mở lại vào ngày 27 tháng 3. Đề nghị bà con biết số tiền bà Thảo gửi lại ngân hàng. Theo ông xác minh của tòa án, đến thời điểm này thì số dư còn bao nhiêu? Và bà có thêm ra tài về vấn đề đó hay không? Ngày 2 tháng 10, 2 tháng 10 nào
thể hiện rằng là tại thời điểm mà xác minh 2018 số dư bao nhiêu trong vừa rồi và đồng xét xử là toàn là công bố tài liệu năm 2015 rồi. Và khoảng 2015 đến 2016. Nhưng mà vấn đề là 2018 có tiền không? Vấn đề là ở chỗ đó. Đó cũng là cái điều đó. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp luật sư Phan Thu Hoài
trọng nghĩa luật sư Nguyễn Hồng Hà vì đơn ông đặng Lê Minh Phụ người đại diện ủy quyền bà Lê Thị Ước ông Nguyễn Minh người bảo vệ quyền của vợ chồng tạo lịch trong việc tạo lập duy trì và phát triển mối quan hệ chung lao động của vợ chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập bảo vệ lợi ích quý giá 2016 hướng dẫn công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập duy trì và phát triển mối quan hệ chung là sự đóng góp về tài sản riêng thu nhập công sức khi đó đến theo kinh doanh các ngày 15/8/1996 các tư cá nhân công vụ với hình thức cá nhân kinh doanh trên cơ sở kinh doanh là Trung Nguyên Cà Phê. Bà Thảo cho rằng bà có góp tiền cho Vũ Đức khởi nghiệp nhưng không có chứng cứ chứng minh. Năm 1998, ông Vũ và bà năm 2002 thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Cà Phê Trung Nguyên với hai thành viên là ông Vũ và ông Mận. Năm 2006 đăng ký thành lập công ty cổ phần Trung Nguyên, nay đổi tên là công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên. Năm 2007 đăng ký công ty cổ phần Cà Phê Hòa Tân Trung Nguyên và công ty cổ phần Cà Phê Trung Nguyên. Công ty cổ phần Cà Phê Trung Nguyên được chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn Cà Phê Trung Nguyên năm 2009 một đảo hải công ty nêu trên. Nhãn hiệu Trung Nguyên được đăng ký từ năm 2003 và khởi nguồn từ tên gọi Trung Nguyên Cà Phê do ông Vũ khởi nghiệp sáng lập từ năm 1999. Chị viện sát phát biểu về chị có ý kiến gì không chị? Không ấy là viện sát phát biểu về mình có ý kiến gì không? Không. Hôm nay thì bị đơn có thể